Chỉ cần bỏ ra 3.000 đồng ăn rau này, cả đời khỏi lo Covid-19. Kết quả bất ngờ khiến triệu người làm theo. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, hiện nay diễn biến của dịch Covid-19 đang vô cùng phức tạp. Virus chủng cũ còn chưa có thuốc đặc trị thì hàng loạt biến thể mới đã ra đời. Thành ra, cách tốt nhất để cô bác tránh khỏi nguy cơ nhiễm bệnh là chủ động phòng tránh, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ hệ miễn dịch. Chính vì vậy, trong chế độ ăn uống hàng ngày, cô bác nên ưu tiên lựa chọn một số thực phẩm có các chất kháng viêm, nâng cao sức đề kháng. Đặc biệt, các chuyên gia hàng đầu về sức khỏe đã chứng minh, cô bác không cần phải chi quá nhiều tiền, mà thay vào đó chỉ cần ra chợ, mua 3 loại rau này thì virus không dám lại gần. Cô bác ăn sớm, khỏe sớm, tự bảo vệ mình trước chủng virus đã cướp đi hàng triệu sinh mệnh. Và cụ thể, đó là những loại rau nào? Câu trả lời sẽ được Sống Khỏe Mỗi Ngày chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý cô bác cùng theo dõi nhé! Loại rau đầu tiên có tác dụng tăng cường sức đề kháng cực kỳ hiệu quả, đó là cải bắp. Cô bác nào ở đây khéo tay hay làm thì chắc chắn khi đi chợ hoặc siêu thị để chọn mua thực phẩm, cô bác thường ưu tiên mua các loại rau củ theo mùa, có phải không? Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì chúng thường có mùi vị đặc trưng, ăn vào cô bác sẽ thấy ngon miệng hơn rất nhiều so với các loại rau củ trái mùa. Nhất là vào thời điểm hiện tại, khi mà thời tiết đã bước qua mùa đông, cô bác chắc là thường sẽ chọn cải bắp về luộc hoặc là các món xào, ăn vừa ngọt lại vừa bổ nữa. Thế nhưng nếu nói loại rau này còn có tác dụng giúp cho chúng ta kháng lại virus gây bệnh, thì hẳn là nhiều cô bác ở đây sẽ rất bất ngờ cho mà xem. Sự thật thì đúng là như vậy đấy cô bác. Cô bác có biết không, trong cuốn Thảo Mộc Quanh Nhà, Thực Dưỡng và Làm Thuốc của Lương Y Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công nghệ cho biết, cải bắp rất giàu vitamin C, lượng vitamin C trong cải bắp chỉ kém cà chua nhưng lại gấp 4,5 lần cà rốt và 3,6 lần khoai tây, hành tây của bác nhé. Trong khi đó, chất này còn được gọi là axit ascorbic, một vi chất dinh dưỡng tăng cường miễn dịch tốt nhất ở cơ thể chúng ta và cũng tham gia nhiều chức năng bình thường khác của cơ thể. Quan trọng hơn cả, vitamin C hỗ trợ đề kháng, chống nhiễm trùng như cảm cúm, giúp cô bác mau lành vết thương. Và thậm chí, vitamin C cũng được biết đến là một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào của cô bác khỏi tổn thương từ gốc tự do. Nói đến đây thì hẳn là cô bác cũng hiểu tại sao chúng lại được liệt kê vào danh sách các loại rau có khả năng phòng chống Covid-19 rồi, có đúng không nào? Nếu có theo dõi báo đài đưa tin thì hẳn là cô bác sẽ biết, khi mà sức đề kháng của chúng ta quá yếu, không đủ sức chống lại sự thâm nhập của các chủng virus thì rất dễ bị bệnh. Vậy nên, bổ sung bắp cải vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày sẽ giúp cho hệ miễn dịch của chúng ta được tốt hơn. Do đó, để đạt được hiệu quả tốt nhất, cô bác nên ăn khoảng 800g bắp cải mỗi tuần, cô bác nhé! Thực phẩm tiếp theo mà cô bác không nên bỏ qua đó chính là bông cải xanh. Tôi biết rằng, nhiều cô bác ở đây thường có tâm lý muốn đủ dinh dưỡng, muốn khỏe mạnh thì phải ăn nhiều thịt cá, có đúng không? Ngược lại, các loại rau củ thì chỉ được xem như món phụ trong bữa ăn mà thôi. Thế nhưng, đó là cô bác chưa biết đó thôi. Rau xanh được xem là một trong những nhóm thực phẩm có chứa nhiều dưỡng chất và vitamin cần thiết nhất cho cơ thể của chúng ta. Thậm chí nếu gia đình của bác nào ở đây thường xuyên ăn bông cải xanh thì rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là vào lúc virus Covid-19 đang ngày càng lan rộng. Nghe thì có vẻ khó tin, thế nhưng theo các chuyên gia về sức khỏe cho biết, bông cải xanh có chứa nhiều vitamin A, vitamin C, chất xơ, chất chống oxy hóa của bác nhé. Hơn nữa, đây là một trong những loại rau tốt nhất mà cô bác cần bổ sung vào thực đơn mỗi ngày cho gia đình của chúng ta. Bởi vì, việc cô bác ăn các loại thực phẩm giàu dưỡng chất kể trên là cần thiết cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh đó của bác. Từ lâu, các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng caemferol, một chất có chứa trong bông cải xanh mà cô bác thường ăn, có khả năng làm giảm tác động của những tác nhân có liên quan đến dị ứng đối với cơ thể. Bên cạnh việc chứa caemferol và isothiocyanate thì bông cải xanh còn có chứa hàm lượng axit béo omega 3 rất cao. Mà cô bác có biết không, axit béo omega 3 đã được chứng minh là có tính chất chống lại viêm nhiễm đấy của bác. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả những gì mà cô bác có thể nhận được từ loại rau này, bởi vì chúng còn có chứa hàm lượng vitamin C khá cao. Như tôi đã nói ở phần trước thì chất này có khả năng tăng cường sức đề kháng cho chúng ta trước sự thâm nhập của các chủng virus gây hại.
Vậy nên cô bác đừng quên bổ sung 300g, tức là khoảng 1 cây bông cải xanh vào bữa ăn cho 4 thành viên của gia đình nhà mình cô bác nhé. Tuy nhiên, một lưu ý mà tôi cần cô bác nhớ rõ đó là mặc dù chúng có khả năng ngăn chặn virus và nâng cao sức đề kháng, song không có nghĩa là chúng có thể giúp cho cô bác miễn nhiễm với SARS-CoV-2 đâu cô bác nhé. Thực phẩm cuối cùng mà cô bác nên bổ sung vào chế độ ăn của mình đó chính là tỏi. Nhiều cô bác ở đây thường chỉ xem hành tỏi là những gia vị trong các món ăn thôi, có phải không nào? Có những cô bác dùng túi dự trữ tỏi vì biết rằng tỏi chữa được viêm họng hay sổ mũi gì đó. Thế nhưng chắc ít cô bác nào biết rằng tỏi và hành còn có công dụng rất lớn cho sức khỏe, đặc biệt là vào lúc mà cô bác vừa tiêm vaccine COVID-19. Bởi vì trong chúng có rất nhiều những lợi khuẩn probiotic tốt cho đường ruột. Do vậy, trong lúc dịch bệnh đang vô cùng căng thẳng như hiện nay, thì cô bác ăn tỏi sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch cực kỳ hiệu quả. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể để cô bác có thể hiểu rõ hơn về công dụng của loại gia vị này. Một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy rằng, ngay cả ăn một tép tỏi mỗi tuần cũng có thể giúp cho chúng ta giảm ít nhất 30% nguy cơ ung thư đại tràng. Còn theo một nghiên cứu ở Trung Quốc, thì việc ăn 5 tép tỏi mỗi tuần có thể làm giảm gần 50% nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày. Vậy nên sau khi tiêm, cô bác cứ chịu khó ăn tỏi thì sẽ không phải lo mình bị chán ăn, buồn nôn hoặc khó tiêu nữa đâu. Nhiều cô bác cứ ngại ăn hành tỏi là bởi vì mùi hôi nồng. Thế nhưng sau khi tiêm vaccine thì nhất định cô bác nên chịu khó ăn một chút. Ăn vào để tăng cường sức đề kháng, giúp cho chúng ta bớt mệt mỏi, đau nhức cơ thể, cô bác nhé. Nói đến đây, nhiều cô bác hẳn sẽ nghĩ rằng việc chống ung thư thì có liên quan gì đến virus SARS-CoV-2. Đúng là không có liên quan thật, nhưng nếu cô bác nghĩ kỹ thì sự hình thành nên các tế bào ung thư là từ các loại virus có mầm mống gây bệnh. Trong khi đó, việc ăn tỏi có thể giúp hạn chế sự thâm nhập của các loại virus. Vậy nên COVID-19 cũng không ngoại lệ đâu cô bác. Cô bác không nhất thiết cứ phải ăn thật nhiều thịt, nhiều cá, mà thay vào đó, chúng ta chỉ cần bổ sung thêm 1-2 tép tỏi hoặc là hành vào trong các món ăn thường ngày của mình, thì chắc chắn sau khi tiêm phòng, cô bác sẽ luôn khỏe mạnh nhé. Cô bác có thể thấy rằng, chỉ với những loại rau rẻ tiền, tìm đâu cũng có, lại có thể giúp hệ miễn dịch của chúng ta tốt hơn. Vậy nên chẳng có lý do gì để chúng ta từ chối thêm chúng vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình, có phải không nào? Dù không ngăn chặn được hoàn toàn, nhưng chắc chắn chúng cũng sẽ giúp cho cô bác hạn chế nguy cơ nhiễm COVID-19. Bên cạnh đó, tôi biết có nhiều cô bác ở đây đang vô cùng lo lắng cho việc tiêm phòng vaccine COVID-19 của các cháu nhà mình. Bởi lẽ, có nhiều trường hợp thực tế chuyển biến vô cùng xấu. Thành ra cô bác có tâm lý muốn trì hoãn việc tiêm vaccine. Do đó, trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày xin được giải đáp cụ thể các lưu ý để cô bác có thể đưa cháu nhà mình đi tiêm một cách an toàn, cô bác nhé. Trong các loại vaccine được cấp phép tại Việt Nam đến nay, có vaccine Pfizer được nhà sản xuất hướng dẫn tiêm cho trẻ. Tôi biết nhiều cô bác ở đây lo lắng vô cùng vì nhiều thông tin trên mạng cho biết có thể cháu nhà sẽ phải tiêm một số loại vaccine mới, thậm chí là vaccine của Trung Quốc. Điều này có phần đúng và cũng có phần sai, cô bác nhé. Bởi vì cô bác có thể cũng đã biết rồi, độ an toàn của các cháu cũng giống với độ an toàn của cô bác sau khi tiêm. Hơn nữa, hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em rồi, cô bác. Và trong đó có một số loại vaccine mới điều chế. Tuy nhiên, vaccine mới không có nghĩa là độ kiểm chứng không bằng được các loại vaccine cũ. Vậy nên, cô bác không cần lo lắng thái quá, vì việc cô bác lo lắng đôi lúc sẽ tác động đến tâm lý hoang mang không đáng có mà các cháu có thể gặp phải. Thế nhưng, thông tin nước ta sẽ tiến hành tiêm vaccine của Trung Quốc cho các cháu nhà mà cô bác thường nghe nói là chưa đúng đâu nhé. Bởi vì ở thời điểm hiện tại, trong tất cả các loại vaccine mà nước ta có, thì chỉ có vaccine Pfizer là được nhà sản xuất hướng dẫn tiêm dành cho các cháu từ 12 đến 17 tuổi thôi. Hơn nữa, việc tiêm phòng cho các cháu sẽ không đồng loạt như việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 mà cô bác đã thực hiện trước đó đâu. Các cháu sẽ được tiêm theo độ tuổi, đầu tiên là 16 đến 17 tuổi, rồi hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch bệnh tại địa phương của bác nhé. Nhiều cô bác ở đây có thể đã được tiêm 2 mũi, nhưng vì số lượng vaccine có hạn nên cô bác phải tiêm 2 loại vaccine khác nhau cho 2 lần tiêm. Tuy nhiên, đối với cháu nhà mình thì việc tiêm phòng, như tôi đã nói, là sẽ kỹ càng và nghiêm ngặt hơn.
Vì vậy mà mỗi cháu sẽ được tiêm 2 liều và tiêm cùng loại vaccine của bác nhé. Nếu trẻ đã từng nhiễm COVID-19 thì có nên tiêm vaccine COVID-19 hay không? Tôi biết trong đợt dịch kinh hoàng lần thứ tư vừa qua tại nước ta, nhiều cô bác có con hoặc là cháu nhỏ đã bị nhiễm COVID-19. Thế nên giờ đây, ít nhiều cô bác cũng cảm thấy khá an tâm vì sau khi nhiễm bệnh và khỏi bệnh thì cơ thể của cháu nhà đã có hệ miễn dịch tự nhiên. Thế nhưng cô bác có biết không, khi trả lời thắc mắc này, 100% giới chuyên gia đồng ý là có, ngay cả khi con cháu của cô bác đã từng nhiễm COVID-19. Bởi vì vaccine phòng ngừa COVID-19 này sẽ giúp tăng mức độ bảo vệ khỏi bệnh tật và khả năng tái nhiễm cho các cháu của bác nhé. Hơn nữa, các nghiên cứu cho thấy rằng vaccine sẽ bảo vệ các cháu nhà mình tốt hơn trước các biến thể của virus này. Điều này cũng có nghĩa là vaccine đem lại khả năng miễn dịch lâu dài hơn so với miễn dịch tự nhiên hay miễn dịch do đã mắc bệnh của bác nhé. Các biến chứng có thể xảy ra sau khi tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi. Nhiều cô bác sau khi nghe đến đây có thể đã an tâm hơn phần nào rồi, có phải không? Thế nhưng cô bác cũng không nên vì vậy mà chủ quan, bởi vì ít nhiều sau khi tiêm vaccine, các cháu vẫn gặp một số biến chứng không mong muốn có thể sẽ xảy ra. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, phản ứng sau tiêm chủng được chia làm 2 nhóm: thông thường, phổ biến và nghiêm trọng, cực kỳ hiếm của bác nhé. Trong đó, việc quá lo lắng về phản ứng nghiêm trọng sau tiêm, nhất là từ các thông tin thiếu chính xác, không có kiểm chứng, có thể sẽ phá nát vai trò của tiêm chủng, kéo theo hệ lụy phải trả giá bằng tính mạng của nhiều cháu nhỏ khi một số cô bác từ chối tiêm vaccine. Cô bác nên nhớ rằng, hầu hết phản ứng phụ sau tiêm vaccine COVID-19 là những phản ứng thông thường như là đau, đỏ tại vị trí tiêm hoặc các triệu chứng giả cúm như mệt mỏi, đau cơ, đau khớp, đau đầu và sốt. Vậy nên cô bác đã gặp phải các triệu chứng thông thường này thì cháu nhà cũng sẽ như vậy. Mà cô bác biết rồi đấy, các phản ứng này thường sẽ tự khỏi trong vòng 2 đến 3 ngày sau tiêm. Trong trường hợp cháu nhà bị sốt cao, lạnh run thì cô bác có thể sử dụng thuốc hạ sốt để làm giảm triệu chứng khó chịu cho các cháu. Còn nếu cô bác thấy cháu xuất hiện tình trạng nôn ói, đi ngoài, mệt lả, khó thở thì cần đến ngay bệnh viện để kiểm tra cô bác nhé. Cô bác thân mến, ngoài việc thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị của Bộ Y tế, cô bác cũng nên chủ động nâng cao sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch để chống lại virus SARS-CoV-2 từ các loại thực phẩm sau đây. Loại rau đầu tiên có tác dụng tăng cường sức đề kháng cực kỳ hiệu quả, đó chính là cải bắp. Thực phẩm tiếp theo mà cô bác không nên bỏ qua, đó chính là bông cải xanh. Thực phẩm cuối cùng mà cô bác nên bổ sung vào chế độ ăn của mình, đó là tỏi. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng cô bác, đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tâm lý vui vẻ, lạc quan, tránh những suy nghĩ và lo lắng tiêu cực. Chỉ khi sức khỏe tinh thần tốt, kết hợp với việc ăn uống điều độ đúng cách, thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.